Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thế Thanh Tuyến,
sẽ lên sân khấu để vinh danh thành đời nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải.
thì trong bụng thấy tôi cũng chắc là mai mốt đây tôi về ở luôn nơi này. Nói xa bắt quay, cô ấy ở tận lũ tận
Mẹ lâu quá nghe mình mới gặp lại nha. Hồi tôi với anh Thanh Hải là đi châu Âu nha. Thanh Hải hả? Giỏi nha. Anh giỏi, tôi nhớ hồi đó tôi 14 tuổi anh đời tôi tới giờ. Tại vì ông đồn sống tùm lum nhắc đi.
ăn thôi nhiều anh em chú cũng không thích như chúng ăn à thôi 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 chưa bắt lại anh em
cảm ơn các văn nghệ sĩ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời các văn nghệ sĩ. Trân trọng kính mời nghệ sĩ Huyền Mai. Xin kính mời nghệ sĩ Đào Quân Anh. Xin được mời nghệ sĩ Đà Nghĩa. Xin kính mời nghệ sĩ và xin mời MC Quỳnh Hoa. Xin mời nhà biên kịch Thanh Hương. Nhà thiết kế Việt Hùng. Xin mời nhà thiết kế Minh Châu. Và xin kính mời nhà thiết kế Xuân Thảo. Xin mời ca sĩ Cao Công Nghĩa, ca sĩ Quảng Tiến.